bệnh hở van tim có nguy hiểm tính mạng không? Hở van tim có nguy hiểm không? Câu trả lời sẽ không giống nhau ở tất cả các trường hợp. Việc nguy hiểm hay không còn phụ thuộc vào mức độ hở, loại van hở và khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị hiện tại của mỗi người bệnh. Vậy khi nào hở van tim trở nên nguy hiểm? Cách nào để phòng ngừa những rủi ro? Đừng bỏ lỡ bài viết này nếu bạn muốn sống khỏe với bệnh hở van tim. 1. Bệnh hở van tim có nguy hiểm không? Hở van tim nhẹ không nguy hiểm nếu không đi kèm với các triệu chứng khó thở, đau ngực, đánh trống ngực hay hở van trên nền các bệnh tim mạch khác. Trừ van động mạch chủ, cho dù mức độ hở van nhẹ nhất, người bệnh cũng dễ gặp rủi ro. Nếu có biểu hiện đau ngực hay suy tim thì tiên lượng sống thấp nếu không được thay van tim. Để hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh lý hở van tim, trước hết bạn cần biết bản chất hở van tim là gì. Tưởng tượng đơn giản, van tim giống như cánh cửa, liên tục mở ra và đóng vào mỗi khi tim co bóp để đảm bảo dòng máu ra vào tim đi theo một chiều nhất định. Khi van bị hở, đóng không kín, một lượng máu sẽ trào ngược lại vào buồng tim thay vì được tống đi. Hậu quả là lưu lượng máu trên mỗi lần bơm của tim bị thiếu hụt, tim phải bù lại bằng cách làm việc nhiều hơn mới đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. Cùng với đó là lượng máu bị trào ngược lại làm ứ máu tại các buồng tim và gây cản trở luồng máu ra vào tim ở chu kỳ co bóp tiếp theo của tim. Nhiều trường hợp người bệnh hở van tim sẽ không có triệu chứng gì trong nhiều năm vì tim có cơ chế hoạt động bù trừ, tự điều chỉnh được hoạt động bơm máu của mình. Nhưng theo thời gian, chức năng tim dần bị suy yếu, người bệnh bắt đầu nhận thấy khó thở hơn khi gắng sức, cảm giác đánh trống ngực, đau tức ngực hoặc ho khan xuất hiện thường xuyên hơn. Sự nguy hiểm đến từ các biến chứng. Hở van tim không được điều trị sớm hoặc không kiểm soát tốt sẽ tiến triển thành các bệnh lý nặng hơn như suy tim xưng huyết. Khi trái tim phải làm việc gắng sức trong thời gian dài, tim sẽ dần bị suy yếu dần và dẫn đến suy tim. Huyết khối. Máu bị ứ động tại các buồng tim sẽ làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Khi đó, cục máu đông có thể di chuyển theo dòng máu gây tắc mạch vành, dẫn tới nhồi máu cơ tim, hay gây tắc mạch não gây đột quỵ. Rung nhĩ. Ứ máu lâu ngày tại tâm nhĩ trái có thể gây giãn buồng tim, dẫn đến những rối loạn bất thường làm tim đập nhanh, hỗn loạn. Tăng áp lực động mạch phổi. Hở van hai lá và hở van động mạch chủ có thể gây ứ máu tại phổi và làm tăng áp lực động mạch phổi. Đây chính là lý do tại sao người bệnh cần phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Rủi ro đến từ các bệnh cơ hội. Tăng huyết áp, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim đều làm tăng rủi ro cho người bệnh hở van tim. Vì tất cả các bệnh này đều gián tiếp hay trực tiếp làm thay đổi cấu trúc cơ tim, dày lên hoặc giãn rộng và làm tăng mức độ hở, hẹp. Nhiễm trùng cũng là mối đe dọa với van tim vì có thể gây dày, dính mép van làm van đóng không kín. Trong đó, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng là một trong những biến chứng cấp tính, nguy hiểm đối với người bệnh van tim. 2. Giải pháp ngăn ngừa bệnh hở van tim tiến triển. Bệnh hở van tim có thể gây nguy hiểm khi tiến triển nặng lên, nhưng nếu người bệnh được điều trị đúng cách và kịp thời chắc chắn sẽ làm giảm các triệu chứng khó thở, mệt, đau ngực, ho, phù, cải thiện được chất lượng sống cho người bệnh, đồng thời ngăn ngừa tiến triển của bệnh và phòng ngừa được rủi ro. Dùng thuốc để cải thiện triệu chứng. Mặc dù điều trị bằng thuốc không chữa khỏi hở van, nhưng giúp bạn giảm nhanh các triệu chứng và hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh. Các nhóm thuốc thường dùng bao gồm thuốc chặn beta giúp giảm nhịp tim, thuốc ức chế men chuyển ACE giảm áp lực lên tim và hạ huyết áp, thuốc giãn mạch tăng cường lưu thông máu, thuốc lợi tiểu giảm ho, phù, thuốc chống đông, phòng huyết khối và thuốc tăng co bóp cơ tim. Đặc biệt, với người bệnh sau thay van tim cần đặc biệt chú ý dùng thuốc kháng đông theo đúng chỉ định của bác sĩ, không được tự ý dừng thuốc hay thay đổi liều thuốc khi chưa có hướng dẫn. Thay đổi lối sống, giải pháp hỗ trợ ngăn ngừa hở van tim tiến triển. Chế độ ăn uống tập luyện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh hở van tim nên tuân thủ các lưu ý sau. Hạn chế mỡ động vật, bơ, phô mai, đồ chiên rán, thức ăn nhanh. Tăng cường rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu chất xơ, bắp cải, cây họ đậu, ổi, bưởi, lê, cam, nho, ngũ cốc nguyên hạt. Ăn giảm muối để tránh làm tăng huyết áp, tối đa 2-4 gram muối trên ngày. Hạn chế các chất kích thích rượu, cà phê. Tập luyện đều đặn 30 phút hàng ngày, vừa sức như đi bộ, đạp xe, tập yoga. Thảo dược hỗ trợ điều trị hở van tim, ngừa suy tim tiến triển. Ngoài các biện pháp kể trên, nhiều nghiên cứu cho thấy
các thảo dược tự nhiên như coenzyme Q10, EPA/DHA, dầu lanh, flaxseed oil, xôi lecithin v.v. cũng đem lại hiệu quả giúp nâng cao sức khỏe tim mạch. Tại Mỹ, những thành phần thảo dược này đã được phối hợp cùng với nhau tạo nên một công thức hoàn chỉnh tối ưu trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe BQ10. Sản phẩm với những công dụng nổi bật: tăng cường sức khỏe cho tim, làm trẻ hóa mạch máu, cải thiện hoạt động của tim, hạn chế sự hình thành huyết khối, giảm triệu chứng ho, phù, khó thở, mệt mỏi, đau ngực v.v., ngăn ngừa suy tim tiến triển. BQ10 còn được nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam đánh giá cao và nhiều người bệnh hở van tim sử dụng cho kết quả tốt, trì hoãn được phẫu thuật. Trái tim là bộ phận quan trọng của cơ thể, trái tim không khỏe thì cơ thể không khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BQ10 là công thức phối hợp đầy đủ giữa coenzyme Q10, EPA, DHA, flaxseed oil, soy lecithin, vitamin E, giúp chống các gốc tự do, hạn chế xơ vữa động mạch, làm mạnh tim, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tăng cường sinh lực. Bổ sung BQ10 hàng ngày giúp giảm thiểu nỗi lo về tim mạch. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Wellness USA Hoa Kỳ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.